Làng văn hóa Quỳnh Sơn thuộc huyện Bắc Sơn, và có lẽ ấn tượng đầu tiên với chúng tôi đó là một phong cảnh non nước vô cùng hữu tình. Và với phong cảnh tươi đẹp như thế này, tôi chắc chắn đây sẽ là một cuộc hành trình đầy thú vị. Ấn tượng đầu tiên đến Quỳnh Sơn khi đã qua vụ lúa đó là chúng tôi gặp những người phụ nữ Tây đang đốt rơm rạ khô trên những cánh đồng. Điều đó khiến tôi và anh bạn đồng hành Trung Đức rất tò mò và muốn tìm hiểu. Chị ơi, mọi người đốt rơm rạ để chuẩn bị cho vụ mùa mới ạ? Không đâu, mọi người đốt rơm rạ này để chuẩn bị làm bánh đen đấy. Bánh trưng đen. Ừ. Bánh trưng thì làm gì có màu đen hả chị? Chị đốt rơm lên này, chị về chị vo xong chị làm nó khác có màu đen. À, tức là bánh trưng ở đây người dân làm sẽ là ra màu đen. Ừ. Thế có phải là loại rơm nào cũng có thể dùng để đốt lấy cho không ạ? Chỉ có rơm nếp tầm mới làm bánh được, chứ còn tẻ thì không được. Tại sao ở đây ngày thường người ta lại nấu bánh trưng hả chị? Bởi vì ở chỗ em chỉ ngày Tết người ta mới làm thôi. Lễ Tết này xong là những cái ngày hội chị cứ mang do mang riếc này về, lúc nào rỗi rãi thì làm trước 10 ngày cũng được, trước mấy ngày cũng được. À, nhưng mà em cũng không tin là cho của rơm là có thể làm bánh trưng đâu ạ. Em cũng tin chứ gì, đi theo chị thì là biết liền. Để hiểu hơn về cách làm bánh trưng đen, chúng tôi đã cùng chị Ngà về làng Quỳnh Sơn. Ngôi làng đặc biệt của người Tây với rất nhiều nhà sàn xây dựng tập trung trên không gian độc đáo, các nóc nhà theo cùng một hướng nam duy nhất. Chứng kiến tận mắt các công đoạn làm bánh trưng đen của chị Ngà, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Thú vị thật em ạ. Đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy một món ăn làm từ giò lúa nếp như thế này. Em cũng vậy. À mà chị ơi, ngoài cái công dụng là cho giò vào gạo để cho nó có cái màu đen, thì nó có còn tác dụng gì nữa không chị? Cái này nó giữ được cái bánh nó rất lâu. À, có nghĩa một là tháng thì một tháng hơn tháng còn được. Một tháng hơn tháng được. Ờ, nếu nó cứng mình lại luộc lại ăn bình thường. Wow. Tức là nó còn có công dụng để bảo quản nữa. Đúng rồi. Mỗi thế mùi vị sao? Mùi vị nó rất thơm mà ăn vào cảm giác nó mát, nó không nóng như là mình ăn bánh trưng màu trắng. Cái này là gọi là bánh tày. Sau một vụ mùa, khi công việc đồng áng tương tất, cũng là lúc những người phụ nữ Tây thể hiện sự đảm đang khéo léo của mình bằng việc làm các loại bánh đặc sắc. Và món ăn không thể thiếu đó là bánh trưng đen. Xong, anh không quấn được đúng không? Có vẻ anh không giỏi việc này cho lắm. Nhưng anh phải hiểu đây là một dịp rất là đặc biệt thì chúng ta mới có thể làm được những chiếc bánh như thế này đấy. Không phải là các em chỉ có được thưởng thức cái bánh này đâu. Ở làng chị còn có cả hát then nữa. Tí vừa ăn bánh vừa hát then vừa quay quần múa trầu. Ừ. Ngày hôm nay đúng thật là một ngày may mắn với anh em chúng ta. Món ăn ngon là thứ dễ dàng kết nối mọi người. Nhưng quả thực, âm nhạc lại như sợi dây gắn kết giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Ngày hôm nay thì bọn em tới đây được quây quần trong một cái không khí rất là ấm cúng với mọi người bên nồi bánh chưng này, rồi còn được mọi người biểu diễn văn nghệ cho nghe nữa. Và có lẽ là nếu như mà không có món quà gì thì sẽ hơi ngại. Thế có lẽ em sẽ biểu diễn cho mọi người xem một bài được không ạ? Wow. Ấn tượng về Quỳnh Sơn hơn hết với chúng tôi đó là sự chân thành, mến khách của người dân. Và hành trình đến vùng đất mới của chúng tôi không chỉ là trải nghiệm mà đã giúp chúng tôi kết nối những trái tim.